mà anh em chiêm ngưỡng một con đồng hồ hay bò di dung han gông đồng bạch cực kỳ đẹp, máy và hình thức này như là mới luôn các nhá. Con này thì được cái máy và gông cái cổ lắc rất là mới, còn vỏ thì vỏ bóng nguyên zin. Các bác có mua hàng thì qua địa chỉ tại thôn Đức Phong, xã Lê Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng các bạn. Anh em có báo rõ địa chỉ chính xác và chi tiết này và cũng báo giá luôn các nhá. Đây là một con vai bò di dung han, vỏ thì vỏ bóng nguyên zin, em chỉ lau vệ sinh thôi, vân nù này, tất cả zin hết từ A đến Z. Nếu mà không zin thì xin kính tặng các bác con đồng hồ luôn. Vỏ thì em chỉ vệ sinh lau chùi qua thôi nhá, chứ vỏ là vỏ zin đó. Cái này thì kích thước là cao 22 ngang 61 các nhá, vân nu. Hình thức thì cực kỳ đẹp, dáng rất là đẹp luôn các bác ạ. Dáng rất là đẹp luôn nhá. Hãng Di Dung Han, máy VK64, 5 gông đồng bạch. Em có đây còn nguyên cả tem mác chữ này. Mặt đằng sau là vân sồi rồi. Hình thức thì vỏ đầu zin hết à. Con này thì được viện là máy như là mới luôn công nhá, máy mới ơi là mới luôn, em mới lau dầu xong công nhá, máy mới ơi là mới, gông rất rồi búa biết còn da còn vàng đẹp công nhá. Các bác mua về chỉ phải sử dụng thôi, không phải mông má tân trang sờ ba. Lấy trong tủ rồi. Ở ngăn dưới. Bên đây, bên đây, đây ngăn dưới đây. Kéo em bên đây nào. Chuông thì cực kỳ trầm ấm và ngân hay. Con này thì không có điểm gì chê các nhá. Kích thước thì ngang 61, cao 22 và bên em giao lưu với các bác với giá tại nhà là 9.500.000, còn bao ship là 9.800.000 công nhá. Con này thì xuất sắc luôn các bạn ạ.